Nội là nội chỉ muốn tốt cho con thôi nha. Đừng có đem mấy cái chuyện mà đùa giỡn này với nội rồi không có thích được chưa? Con nói thiệt, con muốn kết hôn, con muốn lập gia đình. Nhưng mà trước đây mấy hôm con nằm là con phản đối kịch liệt, con không chịu lập gia đình. Rồi bây giờ con nói với nội là con muốn lập gia đình. Thì giờ con suy nghĩ khác rồi, con trưởng thành rồi, con muốn xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Nội hơi sức đâu, nội buồn mấy tụi nhỏ giờ nó vậy đó. Tại vì cuộc sống của tụi nó bây giờ nó không thích người lớn, coi như là sắp đặt cho nó. Thì trước đây á, nó cũng đã từng thương người ta mà. Cứ sống chung với nhau đi, rồi không thương cũng thành thương thôi. Trời ơi, nội nói giống như nội thác rồi. Chứ còn gì nữa, để rủ mai mốt nội chết thì sao? Tới từng đó, tuổi này rồi nó vẫn chưa lập gia đình, nội, làm sao nội yên tâm nội đi nội, được. Không có được nói nội chết, nội phải sống, nội phải sống thọ thiệt là thọ luôn. Thôi nội chứ, phải chờ lần cháu cố sinh ra đời nội mới đi được, nội hiểu không? Nó nội mà đừng, nội mà làm quá vậy quan học nó buồn xong nó giận nó bỏ nó đi, lúc đó nhà mình còn ảm đạm hơn đó nội. Nội à, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn thưa với nội. Dạ. Là chuyện gì? Con muốn cưới vợ. Nè, nội là nội chỉ muốn tốt cho con thôi nghe. Đừng có đem mấy cái chuyện mà đùa giỡn này với nội rồi không có thích được chưa? Con nói thiệt, con muốn kết hôn, con muốn lập gia đình. Nhưng mà trước đây mấy hôm con nằm là con phản đối kịch liệt, con không chịu lập gia đình. Rồi bây giờ con nói với nội là con muốn lập gia đình. Thì giờ con suy nghĩ khác rồi, con trưởng thành rồi, con muốn xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Con sao? Nói thật sự như vậy đó hả? Nội nghe được vậy nội có vui không nội? Nội rất là mừng. Cuối cùng thì con cũng hiểu được nỗi lòng của nội. Cuối cùng thì con cũng có thể con làm cho nội được mãn nguyện. Dạ. Thật sự là nội chỉ thương con thôi. Nội muốn con phải lập gia đình trước mặt nội để cho nội an lòng vậy đó mà. Dạ. Nhưng mà con lập gia đình là con lập gia đình với ai? Người nào? Hả? Trước giờ thì con không có công khai. Nhưng mà con xin khẳng định với nội, con chỉ lập gia đình với mối tình đầu của con, đó là Mỹ Hà. Là Mỹ Hà? Ôi trời ơi, như vậy là đúng ý nội lắm rồi, đúng ý nội lắm rồi. Được rồi, để nội kêu mọi người gia đình mình là chuẩn bị để qua nói chuyện với bên đó nha con. Dạ. Trời ơi, vui lắm, nội hứa với con thôi như chưa. Đám cưới của con thì Mỹ Hà sẽ là đám cưới lớn nhất vùng này. Ai bảo bán số là khổ, bán số sướng lắm chứ. Vì bán số mà chịu nói thì ta sẽ ôm số. Ôm số là ôm số đó quý vị. Ha, vô đây, cô Lành. Số đây, 7595 đây. Hả, cô số à? Ngồi xuống, không có mua số. Tự lựa. Không có tự lựa luôn, hôm nay con không có mua. Kêu làm gì? Kêu vô có chuyện muốn hỏi. Có phải cô là cái người mai mối quan học với Mỹ Hà theo yêu cầu của bà nội hay không? Thì đúng rồi. Trời đất ơi, tại sao cô làm cái điều đó chứ? Cô có biết là thằng Quang Học nó đâu có chịu cái chuyện này. Lúc trước là nó phản đối kịch liệt cái chuyện này mà. Thì bây giờ nó chịu, ai biết. Có phải là bà nội đã cho cô cái điều kiện gì đúng không? Có đâu. Thì nói chung là cái này là làm mai mối, là có đám cưới là chuyện tốt mà. Chuyện tốt cái gì? Bà nội đã cho cô là coi như là một cái số tiền lớn hay sao này, cho nên là cô mới làm vậy. Tại vì là Quang Học lúc trước là nó không có chịu chuyện này, nhưng mà tự nhiên bây giờ nó đồng ý một cái rụp vậy. À, vậy có nghĩa là cô và bà nội đã dùng một cái tuyệt chiêu gì đúng không? Cho nên nó mới thay đổi quyết định lệ như vậy. Không nè, có, cái đó là chuyện của nó muốn gì hỏi nó, tôi đâu biết đâu. Hỏi nó cái gì? Nè, cô có biết cô làm như vậy là cô ác lắm hay không? Ác gì trời? Ép hôn người ta mà không ác cái gì? Ép hôn nào trời? Ép hôn chứ không chứ còn gì nữa, tự nhiên bây giờ nó đồng ý kìa. Ngộ rồi, trời làm mai trời, có đám cưới không làm mơ mà còn mất quán nữa. Nói chung mới là đồng ý đi, chấp nhận đi. Đừng có mà hỏi nào hỏi kia, có ác là mấy người ác chứ không phải tôi ác đâu. À, vậy là cô đã biết cái chuyện gì đúng không? Chuyện gì? Nói chung là không có biết gì đâu. Chấp nhận cái chuyện mà đám cưới đi là bình riêng không có gì chân á, đi bán số đây. Ai số đây? Cô Lanh. Số nè, 57 nè. Cô Lanh. Chắc chắn là có cái chuyện gì đó.
Alo, anh nè, Quang Học hả? Có chuyện gì vậy? Anh đang đứng trước cửa nè, ra nói chuyện. Ừ,